Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hạt thông xem nó có lợi ích gì nhé. Hạt thông là gì? Hạt thông là hạt được tách từ quả thông và có thể được lấy từ nhiều loại thông khác nhau. Nhiều vùng, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã trồng và sử dụng hạt thông. Ở mỗi nơi thường có một loại thông đặc trưng ở nơi đó và hạt thông cũng sẽ có sự khác nhau về mùi vị, chất lượng. Thông có tên khoa học là Pinus latteri, là loại tượng trưng cho sự trường cửu vì sống được ở những nơi khô cằn và có đặc tính chịu lạnh cực tốt. Thông thường phân bố nhiều ở vùng Đông Nam Á, ở Việt Nam thường trồng ở các vùng miền Trung cũng như ở một số tỉnh phía Bắc, Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đặc điểm của hạt thông. Hạt thông có kích thước khá nhỏ, nhìn hơi giống với hạt rẻ cười nhưng vỏ màu nâu, bóng, dẹt hơn, không được tròn trịa như hạt rẻ cười. Bên trong, nhân hạt thông có màu trắng ngà. Hạt thông ở các nước châu Âu có thể phân biệt với hạt thông các nước châu Á bởi có chiều dài lớn hơn. Ở châu Á, hạt thông có hình dạng bên ngoài khá giống hạt bắp. Hạt thông Mỹ có kích thước lớn hơn và dễ bóc vỏ. Thành phần dinh dưỡng có trong hạt thông. Hạt thông chứa khá nhiều dinh dưỡng, trong đó chất béo chiếm phần lớn. Ngoài ra còn nhiều thành phần như carbon hydrate, protein, chất xơ và là một nguồn đa dạng các vitamin và khoáng chất. 1. Tác dụng của hạt thông đối với phụ nữ mang thai và thai nhi. Để thai nhi phát triển một cách toàn diện thì trong thời gian mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu, người mẹ phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nguồn dinh dưỡng ấy thường xuất phát từ thịt, rau củ quả và các loại hạt. Trong đó hạt thông là loại thực phẩm có chứa nhiều hàm lượng chất dinh dưỡng nhất mà các mẹ không thể bỏ qua. 2. Hạt thông giúp giảm cân hiệu quả. Ăn hạt thông thường xuyên sẽ giúp bạn kiểm soát được cân nặng. Axit béo không bão hòa đơn trong nhân hạt là nguồn cung cấp dồi dào năng lượng, calo nhưng không làm tăng cân. Axit tinole trong hạt thông kích thích CCK, cholestokinin, một hormone báo hiệu cho não là dạ dày đã đầy. Do vậy, kiềm chế sự thèm ăn ở người khi ăn cảm giác no lâu hơn. Điều này rất hiệu quả trong giảm cân. 3. Hạt thông có công dụng chữa bệnh. Theo y học cổ truyền cho rằng nhân hạt quả thông vị ngọt, có tính hơi ôn, thường những công dụng như bổ cốt, cường dương, hỏa huyết, làm đẹp da, trừ ho, nhuận phế, nhuận tràng, thông đại tiện v.v. Cũng theo y học hiện đại qua nghiên cứu cũng đã phát hiện, những chất béo có trong nhân hạt thông phần nhiều là axit béo không bão hòa có ích rất nhiều cho sức khỏe cơ thể, cộng với nhiều các chất protein ưu chất, chứa nhiều loại vitamin, cùng nhiều chất khoáng có trong hạt thông. 4. Hạt thông giúp làm giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Một công dụng dễ thấy nhất của hạt thông là giúp thư giãn tinh thần và có thể được dùng như thuốc giảm đau. Hạt thông giúp bạn xoa dịu các cơn căng thẳng và ngủ ngon hơn. 5. Hạt thông tác dụng bổ sung năng lượng cho cơ thể. Hạt quả thông chứa nhiều thành phần dinh dưỡng giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể. Các chất béo không bão hòa đơn, protein, sắt, magie cũng là chất được cung cấp khi bạn dùng hạt thông. Bởi khi hàm lượng magie giảm xuống mức thấp, thân thể sẽ trở nên cảm giác mệt mỏi. Nếu như bạn sử dụng khoảng một nửa cốc hạt thông sẽ cung cấp một nửa nhu cầu magie hàng ngày của cơ thể. 6. Hạt thông có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu. Công dụng tuyệt vời của hạt thông là thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng thiếu máu. Trong thành phần dinh dưỡng hạt thông chứa nhiều magie, mặc dù nhu cầu của cơ thể không nhiều nhưng thành phần này lại vô cùng quan trọng. Cơ thể nếu thiếu magie sẽ khiến tạp chất trong máu tăng cao dẫn đến tình trạng tắc thành mạch, làm cho tuần hoàn máu không tốt, làm cơ bắp dễ bị co giật, chuột rút và cơ thể hay tê mỏi. 7. Hạt thông có lợi cho mắt. Chất lutein trong hạt thông là chất với khả năng chống oxy hóa thiết yếu, phòng ngừa các nhóm bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Vitamin beta-carotene cung cấp giúp mắt sáng trong hơn. 8. Hạt thông giúp chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư. Các chất chống oxy hóa trong hạt quả thông giúp loại bỏ gốc tự do trong cơ người. Các gốc tự do này chính là một trong những căn nguyên dẫn tới quá trình lão hóa, nguy cơ mắc ung thư cũng như nguy cơ ung thư bị di căn tiến triển. Giảm lão hóa song song cũng sẽ giúp làn da của bạn tươi trẻ, giảm các nếp nhăn, phòng chống nám da. Chất chống oxy hóa ngăn chặn các vấn đề do gốc tự do gây ra và nâng cao sức khỏe, sức đề kháng của thân thể. Hạt thông có thể ăn sống trực tiếp, ngoài ra cũng có thể rang, tẩm muối hoặc ướp đường. Như với hầu hết các loại hạt, hạt thông nướng sẽ tạo nhiều hương vị hơn. Nông sản Dũng Hà sẽ giới thiệu với bạn vài món có sử dụng hạt thông nhé. 1. Gà xào hạt thông. 2. Cháo hạt thông. 3. Bó xôi trộn hạt thông. Ngoài ra, hạt thông có thể dùng trộn với gỏi, dùng trong ăn chay, ăn kèm y bánh mì, bánh ngọt ăn tê. Đặc biệt người Việt ha dùng để bỏ ô cơm rang rất là ngon thơm. Để tìm được địa chỉ mua hạt thông ở Hà Nội và Hồ Chí Minh vừa đảm bảo, vừa chất lượng thì bạn nên tới các cơ sở đã có thương hiệu lâu năm trên thị trường. Nông sản Dũng Hà là một trong những địa chỉ uy tín nhất bán hạt thông Mỹ chất lượng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé!